Hi, xin chào các bạn, lại là mình Mia đây. Thì tập trước mình đã giới thiệu với các bạn chiếc màn hình Philips 278M6. Thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc màn hình khác mang thương hiệu từ Mỹ, đó là chiếc màn hình PGX G30B5 này đây. Thì chiếc màn hình này có những thông số gì đặc biệt thì hãy cùng mình theo dõi tiếp video nhé. Bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết thì sau khi mình trải nghiệm thử chiếc màn hình này thì mình đã có những cái nhận xét và những cái chia sẻ gì với các bạn nha. Thì chúng ta sẽ chia làm hai phần, đó là về lợi ích khi mà sử dụng chiếc màn hình này trong công việc và trong giải trí. Đầu tiên về phần công việc thì với một chiếc màn hình có tỷ lệ 21:9 thì đối với những bạn dân văn phòng thì các bạn sẽ có một cái không gian làm việc rộng hơn. Các bạn có thể mở nhiều tab cùng một lúc không cần phải chuyển tab đi chuyển tab lại nhiều lần, như vậy sẽ rất là bất tiện cho bạn. Thứ hai là dành cho những bạn edit, và cụ thể là những bạn sử dụng Premiere thì các bạn sẽ có một cái thanh timeline nó rộng hơn, dài hơn thì rất là thuận tiện cho việc edit của bạn. Và tiếp theo là đến phần trải nghiệm về giải trí. Thì đây là phần mình rất là thích, bởi vì chiếc màn hình này có tần số quét đến 200Hz. Thì khi mà mình chơi game FPS thì input lag sẽ được giảm, kết hợp với AMD FreeSync thì cái phản xạ của bạn trong game nó sẽ nhanh hơn. Đối với game MOBA thì bạn sẽ có trải nghiệm HMAP đến 20% và sẽ giúp bạn tránh được những pha ganh khi mà bạn quên nhìn vào minimap. Về phần trải nghiệm xem phim thì khi mà bạn xem phim trên chiếc màn hình này với tỷ lệ 21:9 thì bạn sẽ không còn cái sự khó chịu với hai dải màu đen ở trên và dưới nữa, bởi vì những bộ phim bây giờ thì thường được quay theo cái tỷ lệ là 21:9. Nhưng mà đừng lo, khi mà bạn xem phim với chiếc màn hình này thì bạn sẽ không còn cái sự khó chịu với hai cái dải đen đó nữa. Và chiếc màn hình này còn được tích hợp hai cái loa nhỏ ở hai bên. Thì khi mà bạn không muốn đeo tai nghe hoặc không muốn sử dụng loa ngoài thì đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Hẳn là qua chia sẻ của mình thì các bạn đã hiểu thêm về chiếc màn hình PGX G30B5 này rồi đúng không nè? Thì đây là một chiếc màn hình trong tầm giá 7 triệu giúp các bạn chơi game và làm việc rất là ok. Vậy các bạn nghĩ gì về chiếc màn hình này? Hãy comment phía dưới nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!